chào anh em. Hôm nay thì em sẽ mở cái hộp hàng kiểm hàng này về để coi trong này có chi hay. Mình sẽ quy hàng này. Em anh em ơi. Đây. Đây thì em thấy dây thun tròn và không sập không. Và không sập không. Máy chụp con máy BL10F. Máy chụp con máy BL10F. Giá rất là rẻ. Con này chỉ có là 65 ngàn một con này. Đây là mẹ. Máy chụp cái đeo. Đã đeo máy. Đây là cái đeo được. Rồi. Này cứ nhầm rồi. Nó rọc ăn con khá là nhiều con, khoảng là 60-70 con rồi. Đấy về thêm 3 con này. Đây. Em về có về là da này. Mà da để gặp VIP 10 nào cả tiền. Là da đây. Mình sẽ kèm một cái ráy, một cục củ sạc và một viên pin. Cái da này cố định nó sẽ là màu xanh. Lắp cho anh em xem. Anh em lắp thì cho cái đầu này nó ra ngoài hay. Còn một số cái là nó sẽ hết pin nên em khi mua về cố gắng là về sạc. Đó, và màu xanh này. Chỉnh lên xuống này, chỉnh trái phải đây. Nếu mình đổi lên như thế này, còn đảo lại thì đây thành lên xuống bên này trái phải. Đây, về giấy Flexi 1mm để cắt cho anh em này. Với size 1mm chuẩn hàng.
Rồi, như rồi là hết rồi anh em ơi. Ok, được chưa? Ngoài ra thì chung nhà thì còn nhiều. Kho chung nhà nó còn nhiều. Nọ rồng rọc đây, nọ rồng rọc còn một đống này. Dây này, dây cho máy bằng cả này. Một cuộn như này là 55 ngàn. Này, nọ gai. Gai không tròn. Đai đeo loại xịn. Loại này 30 ngàn một cái. Tốt hơn cái loại ngoài kia. Mũi tên này, mũi tên dài này. Tên dài. Mũi tên ngắn. Nã này thì nã quấn hít. Còn quấn hít. Có máy BL, máy HH25. Thì anh em mua hàng thì có thể liên hệ số Zalo cho em này, các cái dòng nã hoặc là dòng dây thun tròn hoặc là dòng dây bằng đá, hay dây thun tròn thì em đều có sẵn. Đó. Dây mét cắt sẵn, anh em cần dây mét cắt sẵn 0.55 đến 0.7 hoặc là 1 mm em đều có sẵn, hoặc là các cái combo máy bằng cả giá rẻ thì em có sẵn cả, kho nhà rất là nhiều. Và bi này, bi thì em sẽ có hai size, bi là bi 7 hoặc bi 8. Rồi video cũng dài rồi, em xin kết thúc video luôn. Chào anh em ơi.